Bản tin ngày hôm nay sẽ tiếp tục với những tin tức thể thao quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì trận tứ kết lượt về UEFA Champions League giữa Real Madrid và Juventus đã khép lại tương đối lâu. Tuy nhiên, những cảm giác, những khoảnh khắc có thể nói là bàng hoàng mà nó mang lại cho người hâm mộ thì vẫn còn. Từ việc Juve đã bất ngờ ghi được tới 3 bàn thắng trên sân Santiago Bernabeu cho tới việc trận đấu được giải quyết ở những phút cuối cùng bằng một quả penalty và chiếc thẻ đỏ của thủ môn Gianluigi Buffon. Ngoài ra thì cặp đấu này còn mang tới một số kỷ lục đáng chú ý khác. Trận tứ kết lượt về giữa Real Madrid và Juventus tưởng chừng chỉ còn mang tính thủ tục đã diễn ra một cách không thể kịch tính hơn. Khoảnh khắc châm ngòi cho những diễn biến gay cấn này là pha làm bàn của Mario Mandzukic ngay ở phút thứ hai. Với pha lập công nói trên, tiền đạo người Croatia trở thành cầu thủ trong thủng lưới Real sớm nhất trên sân Santiago Bernabeu tại đấu trường châu Âu. Trong khi đó, với bàn thắng quý giá trên chấm phạt đền ở phút 90+8, tiền đạo Cristiano Ronaldo không chỉ giúp Real Madrid lọt vào bán kết UEFA Champions League mà cá nhân chân sút người Bồ Đào Nha cũng thiết lập hàng loạt kỷ lục. Thứ nhất, Ronaldo đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 11 trận đấu liên tiếp tại Champions League. Tiếp theo, CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 15 bàn thắng một mùa tới 3 lần sau khi đã ghi 17 bàn ở mùa giải 2013-2014 và 16 bàn ở mùa giải 2015-2016. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đã có được 10 bàn thắng vào lưới Juventus, trở thành người đầu tiên có 10 lần trong thủng lưới một đội bóng ở đấu trường này. Cùng với Ronaldo, Real Madrid cũng lập nên kỳ tích khi trở thành đội bóng đầu tiên 8 lần liên tiếp vào đến vòng bán kết Champions League. Ở một thông tin khác, quả phạt đền gây tranh cãi trong trận đấu giữa Real Madrid và Juventus vừa được nhận định từ phía chuyên gia, cựu trọng tài Graham Paul. Theo vị vua áo đen nổi tiếng người Anh, quyết định thổi phạt của trọng tài Michael Oliver là chính xác. Nếu xem kỹ loạt đạn bằng ghi hình, trọng tài Oliver hoàn toàn có lý do để thổi phạt đền Juve. Trung vệ Benatia đã có hành động dùng hai tay xô ngã Lucas Vazquez từ phía sau, khiến cầu thủ của Real không kịp chạm bóng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều thông tin trái chiều về quyết định này và chắc chắn sẽ còn nhiều tranh cãi xuất hiện trong thời gian tới. Trong khi cặp đấu giữa Real Madrid và Juventus có tới 3 bàn cách biệt ở lượt đi, nhưng trận lượt về lại diễn ra vô cùng sôi động với rất nhiều những diễn biến đáng chú ý, thì điều ngược lại đã xuất hiện ở cặp Bayern Munich-Sevilla. Dù cho ở trận lượt đi, cách biệt giữa hai bên chỉ là một bàn, nhưng tới lượt về thì sự chủ động của hùm xám xứ Bavaria đã khiến cho cặp đấu này trở nên nhàm chán. Mặc dù đã giành quyền vào vòng bán kết, thế nhưng đây không thể xem là một trận đấu thành công của Bayern Munich. Với lực lượng vượt trội hoàn toàn so với đối thủ, lại được thi đấu trên sân nhà, nhưng hùng sám cũng không thể có được thế trận áp đảo. Con số thống kê đã cho thấy điều đó, khi các học trò của huấn luyện viên Jürgen Klopp chỉ có thời gian kiểm soát bóng tương đương với đội khách 51% so với 49%. Tuy nhiên, ngoài thời lượng kiểm soát bóng tương đương, thì các chỉ số khác cũng như khá nhiều về phía đội chủ nhà. Tung ra tới 16 cú dứt điểm về phía hùng thành của Sevilla, nhưng không một lần nhà đương kim vô địch nước Đức thành công. Và như thường lệ, với sức cơ động từ đôi cánh mang tên Arjen Robben và Frank Ribery, cũng không ngạc nhiên khi Bayern Munich có được 9 quả phạt góc so với chỉ 1 của đối thủ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng để nâng thành tích của huấn luyện viên Jürgen Klopp lên con số 13 trận thắng liên tiếp thì hùm xám đã không làm được. Trong phần tiếp theo của chương trình, Dele Alli, một trong những chân sút tài năng tại Premier League trước tuổi 22. Tiền đạo Harry Kane được công nhận bàn thắng vào lưới Stoke City. Liverpool lép vế nhất tại vòng bán kết UEFA Champions League. Thưa quý vị và các bạn, như đã nói thì đến thời điểm này chúng ta đã xác định được đủ 4 đội bóng góp mặt ở giai đoạn bán kết của UEFA Champions League mùa giải 2017-2018. Với những gì đã diễn ra thì sẽ không quá khi ai đó bình chọn Liverpool chính là đội chơi bùng nổ nhất ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên thay, ở vòng bán kết họ lại là đội lép vế nhất. Trong số 4 đại diện của vòng bán kết, Bayern Munich đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao và là niềm hy vọng của cả châu Âu để ngăn cản Real Madrid tiếp tục thống trị. Ở vòng bảng, đội bóng số 1 nước Đức chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 sau Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, đây lại là bất lợi dành cho các đội bóng nhất bảng bởi nhiều khả năng phải đối đầu với đối thủ quá mạnh từ rất sớm. Và Besiktas là đội bóng đen đủi đối mặt với hùm xám. Kết quả là đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 1-8 sau 2 lượt trận. Và vòng tứ kết vừa qua không ồn ào như các đội bóng khác, nhưng Bayern vẫn hoàn thành mục tiêu lọt vào bán kết. Cũng giống như hùng xám nước Đức,
Real Madrid có khởi đầu không thực sự thuận lợi khi chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên càng vào sâu, nhà đương kim vô địch càng thể hiện sự nguy hiểm của mình. Bằng chứng là đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã dạy cho gã nhà giàu mới nổi Paris Saint-Germain một bài học về đẳng cấp ở vòng 16 đội trước khi khiến cho nhà đương kim á quân Juventus tiếp tục phải ôm hận và vẫn đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Trong số 4 đại diện góp mặt ở vòng bán kết, Liverpool lại được đánh giá là lép vế nhất, thậm chí còn sau cả AS Roma. Điều này là khá bất ngờ bởi ở mùa giải năm nay, với sự thăng hoa của bộ ba Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane, The Cop đã có những màn thể hiện tuyệt vời, đặc biệt là thắng lợi với tổng tỷ số 5-1 trước Man City. Nhưng thành tích khiêm tốn trong vòng 10 năm nay đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp không được đánh giá cao. Ngược lại, với cuộc lội ngược dòng lịch sử trước ứng cử viên vô địch Barcelona, AS Roma được giới chuyên môn đánh giá cơ hội vô địch xếp thứ 3 sau Real Madrid và Bayern Munich, nhưng lại vượt mặt Liverpool. Quý vị và các bạn thân mến, bao giờ cũng vậy, do diễn ra trước nên các kết quả mà UEFA Champions League mang lại luôn có những tác động không hề nhỏ tới các đội bóng thi đấu ở UEFA Europa League. Và việc các đội đã có được lợi thế lớn ở giai đoạn lượt đi nhưng vẫn rất chật vật ở lượt về, thậm chí bị loại như trường hợp của FC Barcelona, chắc chắn sẽ là một bài học rất đáng quý cho các đội bóng đang có lợi thế lớn sau khi trận tứ kết lượt đi của Europa League khép lại. Cũng bởi vậy, không ngạc nhiên khi các đội bóng nói trên đều tỏ ra khá thận trọng. Cơn chấn động mà AS Roma tạo ra sẽ khiến thầy trò huấn luyện viên Arsene Wenger tập trung hơn ở trận tái đấu với CSKA Moscow. Đối với pháo thủ, sau khi đã dẫn 4-1 thì chỉ cần không chủ quan, họ chắc chắn sẽ có vé đi tiếp. Bởi nếu đặt lên bàn cân, Arsenal hơn đối thủ về mọi mặt và không có cơ sở nào để tin vào một màn lật đổ của đại diện nước Nga. Ở 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội quân của huấn luyện viên Arsene Wenger đã toàn thắng. Điều đáng nói là các cầu thủ tấn công của pháo thủ đã duy trì phong độ ấn tượng trong những trận đấu này với 18 bàn, bình quân 3 bàn một trận. Trong khi đó, Atletico sau khi có được chiến thắng 2-0 trước Sporting Lisbon ở trận lượt đi sẽ không khó để bảo vệ lợi thế. Đại diện Tây Ban Nha hơn hẳn đối thủ về mọi mặt và trận đấu tới họ sẽ có lực lượng gần như hùng mạnh nhất. Atletico chỉ vắng hai bệnh binh dài hạn là Philippe Luis và Jose Jimenez. Trong khi đó, hy vọng ngược dòng của Sporting đang vô cùng mong manh bởi những tổn thất không thể bù đắp về nhân sự ở cả ba tuyến. Về phía Lazio, thắng lợi 4-2 ở trận lượt đi cùng đội hình mạnh nhất là những ưu thế lớn của họ trong chuyến làm khách trên đất áo trước Salzburg vào đêm nay. Hơn nữa, chiến tích vĩ đại của Roma trước Barcelona trong trận tứ kết lượt về Champions League cũng trở thành động lực tinh thần tuyệt hảo để Lazio chinh phục Salzburg và giành vé vào bán kết Europa League. Cần lưu ý rằng, Ciro Immobile cùng đồng đội đang có chuỗi thành tích khá tốt với 7 trận bất bại gần nhất trên mọi đấu trường. Ở cặp đấu cuối cùng, Marseille đang gặp bất lợi trước Leipzig. Họ để thua tối thiểu trong trận lượt đi và dù có lợi thế sân nhà ở màn tái đấu vào đêm nay, nhưng đại diện nước Pháp lại thiếu vắng quá nhiều trụ cột như đội trưởng Steve Mandanda hay cặp trung vệ Adin Rami, Rolando. So sánh với một Leipzig đang có phong độ tốt, rõ ràng Marseille không được đánh giá cao. Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 32 của giải Ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trên sân của Stoke City và theo thông tin ở thời điểm đó thì cả hai bàn thắng của Spurs đều được thực hiện bởi Christian Eriksen. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì điều đó đã thay đổi. Sau khi theo dõi lại băng ghi hình của trận đấu, ban tổ chức Premier League đã đi đến kết luận bàn thắng quyết định mà Tottenham có được ở trận đấu với Stoke City cuối tuần trước là do Harry Kane ghi được sau khi bóng chạm người cầu thủ này từ cú đá phạt của Eriksen trước khi đi vào lưới. Như vậy, với việc được công nhận bàn thắng trên, tiền đạo người Anh đã có tổng cộng 25 pha lập công ở mùa giải này và chỉ còn kém người dẫn đầu là Mohamed Salah 4 bàn. Điều này sẽ giúp cho cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới của giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay càng trở nên hấp dẫn hơn. Chuẩn bị cho mùa giải 2018-2019, câu lạc bộ Chelsea mới đây đã xác nhận việc sẽ tham dự giải đấu giao hữu International Champions Cup vào mùa hè năm nay. Đây là giải giao hữu thường niên tại Mỹ và nhiều quốc gia và là cơ hội cho các đội bóng thi đấu cọ sát, rà soát đội hình cũng như quảng bá hình ảnh ở một trong những thị trường tiềm năng nhất thế giới. Như vậy, The Blues sẽ có lần thứ 5 góp mặt ở sân chơi này sau lần đầu đặt chân tới xứ cầu hoa vào năm 2013. Ở giải đấu năm ngoái, Chelsea đã tham dự 2 trận đấu và đều nếm mùi thất bại trước Bayern Munich và Inter Milan. Trước Chelsea đã có 3 câu lạc bộ xác nhận tham dự là Manchester United, Arsenal và Tottenham. Câu lạc bộ Manchester United đang lên kế hoạch để nâng cấp sân vận động Old Trafford từ 76.000 chỗ ngồi lên thành 90.000 chỗ ngồi trong thời gian tới. Theo giám đốc điều hành của Quỷ Đỏ, ban lãnh đạo đội bóng đang tính toán kỹ lưỡng cho kế hoạch trên, bởi nếu tiến hành, sân Old Trafford sẽ phải tạm dừng hoạt động để thi công và điều đó đồng nghĩa với việc Manchester United sẽ phải lựa chọn một sân bóng khác làm sân nhà để thi đấu.
đội bóng thành Manchester đã tính toán đến kế hoạch có thể mượn sân Wembley làm sân nhà trong thời gian tiến hành sửa chữa và nâng cấp sân Old Trafford, giống như cách Tottenham đang làm. Nếu kế hoạch được triển khai, Manchester United sẽ trở thành đội bóng sở hữu một trong những sân vận động lớn bậc nhất ở châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua là lần sinh nhật thứ 22 của Dele Alli, cầu thủ đang thuộc biên chế Tottenham Hotspur. Và nếu như không biết về điều này mà chỉ nhìn cầu thủ đó thi đấu thì sẽ không ngạc nhiên khi nhiều người cho rằng Dele Alli phải tầm 25-26 tuổi. Thực tế là tiền vệ của Tottenham Hotspur đang lọt vào top những chân sút trẻ xuất sắc nhất ở ngoại hạng Anh trước tuổi 22. Hồi giữa tháng 3 vừa qua, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã lên tiếng bênh vực Dele Alli sau khi anh phải nhận nhiều chỉ trích về phong độ sa sút ở mùa giải năm nay. Đồng thời, chiến lược gia người Argentina cũng khẳng định không cầu thủ nào trên thế giới so sánh được với Alli ở độ tuổi của anh. Cụ thể, huấn luyện viên Pochettino cho biết: "Tôi nghĩ Dele là cầu thủ giỏi nhất. Nếu bạn so sánh cậu ấy với bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới, tất nhiên là ở tuổi 21. Dele kiến tạo, ghi bàn, làm tất cả mọi thứ, nhưng tôi không hiểu tại sao vẫn còn có người chỉ trích cậu ấy." Những nhận định của huấn luyện viên Pochettino không phải là không có cơ sở. Bất chấp việc ở mùa giải năm nay, Dele Alli không còn tạo ra được tầm ảnh hưởng như trước. Tới thời điểm hiện tại, tiền vệ người Anh mới chỉ ghi được 8 bàn và có 10 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Dù vậy, trong top 10 cầu thủ dưới 22 tuổi hiệu quả nhất ở Premier League từ trước tới nay, Dele Alli vẫn xếp thứ 6. Tiêu chí đánh giá này dựa trên tổng số bàn thắng và kiến tạo của các cầu thủ dưới 22 tuổi có được ở giải Ngoại hạng Anh. Theo đó, cựu danh thủ Robbie Fowler với 82 bàn và 15 pha kiến tạo là người dẫn đầu. Tiếp theo là những cái tên như Michael Owen, Wayne Rooney, Chris Sutton và Cesc Fabregas. Nhìn vào bảng thống kê, có thể thấy Dele Alli còn xếp trên cả những cái tên nổi tiếng như Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs hay Romelu Lukaku. Dưới 22 tuổi, tiền vệ sinh năm 1996 đang có 36 bàn thắng và 26 pha kiến tạo. Ở một thống kê khác, trung bình trong một trận đấu, Dele Alli sẽ ghi được 0.61 bàn thắng, xếp thứ tư chỉ sau Robbie Fowler, Michael Owen và Chris Sutton. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo ở thời điểm dưới 22 tuổi chỉ ghi được trung bình 0.44 bàn thắng trong 90 phút. Ở Dele Alli, hội tụ mọi yếu tố để làm nên một cầu thủ xuất sắc, đó là tốc độ, kỹ thuật và nền tảng thể lực dồi dào. Bên cạnh khả năng ghi bàn, tiền vệ người Anh còn tham gia hoàn hảo vào lối chơi pressing mà huấn luyện viên Pochettino xây dựng ở Tottenham. Ngoài ra, anh cũng là nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ 3-4-3 mà huấn luyện viên Gareth Southgate đang áp dụng ở đội tuyển Anh. Đã bắt đầu có những so sánh Dele Alli với Frank Lampard, tiền vệ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Premier League. Vấn đề lúc này của cầu thủ sinh năm 1996 là anh cần hoàn thiện thêm về nhân cách và sự ổn định để thật sự trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai.